Thưa quý vị, những ngày qua, sự việc đau lòng của cháu bé bị bỏ quên trên xe ở trường mầm non Hồng Nhung 2 thuộc xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình đã nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận. Cuộc đời của một đứa trẻ chỉ mới 5 tuổi đã khép lại mãi mãi chỉ vì sự vô trách nhiệm của người lớn. Dưới nắng nóng gần 40 độ, chẳng ai có thể hình dung nổi là cậu bé đã hoảng loạn, đã sợ hãi, đã gào khóc và đã tuyệt vọng đến mức như thế nào. Người ta có thể để quên một tấm vé gửi xe, hay đãng trí quên không nhớ chùm chìa khóa để đâu, nhưng ở đây họ đã bỏ quên một mạng người. Và đặt lại thời gian qua, đây không phải là sự việc đầu tiên và duy nhất. Và sự việc cháu bé bị bỏ quên ở trường mầm non Hồng Nhung 2 tiếp tục gióng lên một hồi chuông đáng báo động về sự tắc trách, bàng quan, thiếu trách nhiệm của một bộ phận giáo viên, nhân viên cơ sở giáo dục, nhất là cơ sở giáo dục ngoài công lập, trong việc đưa đón trẻ đến trường. Câu chuyện đau lòng xảy ra vào ngày 29 tháng 5. Vẫn như thường ngày đúng 6 giờ 20 phút, cháu TGH, 5 tuổi, trú tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, được bà ngoại dẫn ra xe đưa đón của trường. Bà thấy cháu ngồi hàng ghế thứ hai, ngay sau tài xế như mọi ngày, thì mới yên tâm quay về nhà để chuẩn bị ra quầy hàng. Bà ngoại cho biết Hát có thói quen ngồi ở hàng ghế này vì nhà ở cách xa trường nhất. Hàng ngày cháu được đón đầu tiên, sau đó xe mới đi đón tiếp những bạn khác. Những ngày thường thì trường sẽ đưa đón về tận nhà, nhưng hôm đó là ngày tổng kết năm học nên trường thông báo chỉ đón cháu buổi sáng, còn buổi chiều thì người nhà đến đón cháu về. Đến chiều cùng ngày, cậu ruột của cháu đến trường đón cháu Hát, nhưng tìm mãi không thấy cháu đâu nên hỏi các cô giáo ở lớp thì cô nói hôm nay cháu Hát không đi học. Thế vậy cậu gọi về cho bà ngoại nói cô giáo bảo hôm nay Hát không đi học. Nghe thế bà ngoại còn quát, con đùa mẹ à, chính tay mẹ sáng nay đưa cháu lên xe của trường, sao lại bảo cháu không đi học. Sau đó cô giáo nói để kiểm tra lại thì ai ngờ phát hiện cháu Hát vẫn trên ô tô và đã bất tỉnh. Theo bà ngoại cháu Hát, cháu theo học tại trường mầm non Hồng Nhung 2 được 2 năm nay. Kinh phí đóng góp mỗi tháng là hơn 3 triệu đồng, đã bao gồm đưa đón tận nhà. Bản thân cháu Hát phải xa bố mẹ từ nhỏ nên rất trưởng thành, ý thức tự lập cao khi luôn chủ động cho sữa, quần áo vào cặp và còn dặn bà mặc áo đồng phục. Bà Hát nghẹn ngào kể lại, mẹ của Hát chọn gói dịch vụ này vì thấy bà ngoại đã có tuổi, lo đi lại vất vả, không an toàn. Cháu ngồi ngay sau lái xe mà sao khi xuống lại không ai kiểm tra. Lúc vào đến bệnh viện, nhìn thấy cháu mà tôi đau lòng, khi toàn thân quần áo nó ướt sũng. Lúc nào nó cũng còn yêu bà, còn yêu cả nhà. Con yêu mẹ, mẹ, rồi con ơi. Lúc nào đi nó cũng ngồi ở đằng sau ấy, lái xe, cạnh ông lái xe rồi con ơi. Nó cạnh ông ấy xe mà nó lên nó ngủ thì ông ấy phải biết chứ, cả đây có cô mà lại để cháu ngủ cả ngày trên ô tô. Ôi giời ơi, nó chết ngạt trên ô tô như thế này, trời ơi. Ôi giời, cái trách nhiệm của các vị ở đâu mà tôi đưa cháu lên xe rồi, chiều tôi nhận xác cháu tôi ở trên xe, trời ơi. Thì mong làm sao bắt luật bây giờ mới làm sao cho gia đình tôi nó được cái mãi, để cho cháu tôi sống lại đi, trời ơi, vì ơi. Trước vụ việc nghiêm trọng này, Công an thành phố Thái Bình đã khẩn trương vào cuộc điều tra và bước đầu xác định khoảng 6 giờ 20 phút ngày 29 tháng 5, anh Nguyễn Văn Lâm, sinh năm 1965, trú tại phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, điều khiển xe ô tô 29 chỗ cùng Phương Quỳnh Anh là giáo viên phụ trách đưa đón tại trường mầm non Hồng Nhung 2, đón cháu Hát và 9 học sinh khác đi học. Khi đến trường, anh Lâm mở cửa xe ô tô cho giáo viên và các cháu học sinh tự đi vào lớp, sau đó điều khiển ô tô đỗ ở cổng trường rồi ra về. Khi vào lớp, giáo viên phụ trách lớp có chụp ảnh điểm danh học sinh gửi lên phần mềm của nhà trường để theo dõi, phát hiện vắng cháu Hát nhưng không thông báo cho gia đình. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, cậu ruột của cháu đến đón và phát hiện sự việc cháu Hát bị bỏ quên trên xe đưa đón của nhà trường, dẫn đến tử vong. Ngay trong ngày 29 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án vô ý làm chết người. Ngày 30 tháng 5, cơ quan điều tra khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Phương Quỳnh Anh, sinh năm 1986, trú tại thôn Phúc Hạ, xã Vũ Phúc, thành phố Thái Bình, về tội vô ý làm chết người. Phương Quỳnh Anh là giáo viên đưa đón học sinh từ nhà đến trường. Ngày 31 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự,
thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Lâm về tội vô ý làm chết người. Khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Phương sinh năm 1966 và Đoàn Thị Nhâm sinh năm 1998 về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Hai người này được biết là giáo viên phụ trách lớp của cháu Hát tại trường mầm non Hồng Nhung 2. Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Thái Bình phê chuẩn. Theo công an, thì cháu Hát đã ở trong xe 11 tiếng dưới trời nắng nóng, dạ dày không có thức ăn nên bị suy kiệt, suy hô hấp. Trường mầm non Hồng Nhung 2 là cơ sở tư thục thành lập vào năm 2022, có 12 lớp với 272 trẻ. Trường có hệ thống điểm danh học sinh qua phần mềm cài đặt trên điện thoại của phụ huynh. Khi có cháu nghỉ thì các cô sẽ gửi thông tin qua phần mềm và gọi điện cho phụ huynh. Tuy nhiên khi cháu Hát không vào lớp, gia đình không nhận được cuộc gọi nào từ phía các cô giáo. Còn liên quan tới chiếc xe trong vụ tai nạn, theo báo cáo của Cục Đường bộ Việt Nam, chiếc xe khách có biển kiểm soát là 17F00091 do Phạm Văn Đông, chú tổ 8, phường Phú Khánh, thành phố Thái Bình là chủ phương tiện. Xe này đăng kiểm vào ngày 20 tháng 5 năm 2024, ngày hết hạn là 19 tháng 8 năm 2024. Đáng chú ý, phương tiện 17F00091 thuộc Hợp tác xã Vận tải Hồng Hà do Sở Giao thông Vận tải Hà Nội quản lý cấp phù hiệu xe hợp đồng, nhưng hoạt động tại Thái Bình. Tài xế điều khiển là Nguyễn Văn Lâm sinh năm 1965, trú tại thành phố Thái Bình, được cấp giấy phép lái xe hạng D vào ngày 10 tháng 3 năm 2022 và ngày hết hạn là 10 tháng 3 năm 2027. Theo quy định, đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng phải có phương án kiểm soát đảm bảo không còn hành khách trên xe. Người lái xe phải thực hiện kiểm tra khoang hành khách để bảo đảm không còn hành khách ở trên xe trước khi rời khỏi xe. Được biết, hoàn cảnh gia đình của bé Hát tương đối khó khăn. Mẹ Hát đi lao động ở nước ngoài nên gửi cháu cho bà ngoại và hai người cậu chăm sóc. Từ năm 2021 cho tới nay, cháu Hát ở cùng bà ngoại và hai cậu tại một căn nhà đi thuê. Chiều muộn ngày 30 tháng 5, trở về Việt Nam sau chuyến bay dài, chị TTNLP, mẹ của cháu TGH, khóc ngất, gục lên vai người thân, bạn bè sau khi vào nhà tang lễ gặp con trai lần cuối. Bên hành lang Quốc hội vào sáng 30 tháng 5, nhiều đại biểu Quốc hội cũng chia sẻ sự xót xa về câu chuyện đau lòng này. Theo Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương Nguyễn Thị Việt Nga, tất cả những người lớn có mặt trong câu chuyện này đều có lỗi. Sự tắc trách vô trách nhiệm của người lớn là một tội ác khiến đứa trẻ 5 tuổi đã ra đi mãi mãi. Thưa quý vị, từ sự việc đau lòng trên, sự cẩn trọng, trách nhiệm của những người làm công việc liên quan tới trẻ em đã có nhiều bài học cũ. Nhưng thật đáng tiếc khi phải có thêm nỗi đau mới, nó mới được nhiều người nhìn nhận lại. Truy cứu trách nhiệm và trừng phạt những người liên quan là điều phải làm ngay lúc này. Có thể nhiều trường học sẽ tăng cường kiểm tra nghiêm ngặt hơn và nâng cao trách nhiệm trong việc đưa đón, bàn giao và quản lý học sinh. Tuy nhiên, để bài học này chuyển hóa thành ý thức trách nhiệm của những người làm trong môi trường giáo dục và những người liên quan, trước hết việc bảo vệ trẻ em phải trở thành nguyên tắc bắt buộc và ưu tiên hàng đầu trong tất cả các nhiệm vụ, ở tất cả mọi vị trí và công việc cần được kiểm soát thường xuyên, cần các bộ phận kiểm tra chéo, cần xử lý nghiêm khắc ngay với những sai phạm còn chưa để lại hậu quả lớn. Trẻ em cần người lớn có trách nhiệm, xuất phát từ nhận thức và trái tim, không phải những biện pháp tạm thời giải quyết tình thế như nhiều trường học đã làm. Nếu không thì những bài học cũ sẽ tiếp tục lặp lại, nhưng kèm theo đó là những nỗi đau mới. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.